Alo, xin chào mọi người Đây là trái na bở khổng lồ của mình Nè mọi người nhìn cái cuốn của nó vừa dài vừa bự ha Thì mọi năm cái trái này nó không có nở 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 nở, nở gai ra như thế này nè mọi người Mọi năm là nó nó hé hé có một tí xíu à Mà năm nay sao cái trái này nó nở gai Hình như ghét rồi tôi lấy trái cái, cái phấn à, mảng cầu nata na ta thường á mình chấm cho nó cái giết rồi nó giống như trái na ta thường hay gì nha đây nè mọi người trái na bở khổng lồ của tôi là thường thường nó gì nè nó nó thường thường cái mắt nó gì nè nha nó dính dính với nhau khi mà nó gần chín nó cũng không có mở ra nhiều nữa nó nó dính dính với nhau gì nè nhưng mà mọi người xem hai trái nó kế bên, nha nó có một cây một mà cái trái này giờ nó nở gai quá trời luôn nó tôi cũng không biết là hình như là tôi lấy phấn na ta bỏ tôi chấm giết rồi nó biến luôn hả gì ơi nó biến thành giống na ta bỏ nhưng mà bự thì nó bự nha nó bự trái này cũng cả ký à bự thì có bự ha bự thì có bự đó nhưng mà nó bắt đầu nở gai nè nó hồi xưa thì nó không có nở nha hồi năm rồi nó cũng không có nở bự tiếng gì năm nay nó bỡ nở bự nè đó mấy cái dấu này là hôm bữa bị bão á bão đánh nó chạy nè bởi mình chia sẻ với mọi người cho mọi người xem chẳng hạn như những bạn nào mà muốn trồng á thì à, mấy bạn muốn trồng thì mấy bạn xem những clip của mình chia sẻ nha cũng như ở bên đây mà nó có hiện tượng gì á, thì tôi chia sẻ còn dạng như mấy bạn mà muốn mua cái nhánh này mấy bạn trồng á thì mấy bạn suy nghĩ cho kỹ rồi mấy bạn không mua thì không thôi sau này mà mấy bạn ghép vô cái mấy bạn nó ủa sao mà khi mà mình à, mình chia sẻ với mấy bạn ghép vô cái trái nó nó ra nó khác thì mình cũng ngại lắm nha tại vì mình sợ sau này nó nó mấy bạn đem về mấy bạn ghép về cây ở bên, ở bên dùng mấy bạn nhiều lúc nó nó ra nó nó, hơi khác khác tí xíu nó mọi năm thì nó không có nở ra gì nè bây giờ năm nay nó nở gai bây giờ tôi cũng không biết luôn nó cho nên thì mình chia sẻ với mọi người gì đó nha đây nè để tôi chia cây bên đây nữa nè tại vì bữa nay là mình đi đây nè đây năm nay là trái nó ít á bị bão bữa hỏng nó bị cắt á để tôi nó có bọc lại đi xíu nha cho mọi người xem đây nè cái cái của nó nè nó năm nay thì nó hơi xấu một tí nè cái trái của nó là nó thật sự nó gì nè nó nó nó, nó nở gai thì nó nở con tí tí gì như nè nhưng mà trái này là 5 tháng 5 tháng mới thu nha mọi người mọi người để ý cái cuốn của nó nè nó rất là dài mà mà thật chắc cái trái của nó cái mắt nó gì nha nó thấy không nó nở nhưng mà nó còn đang nở nghe nó hơi hé hé một tí xíu nhưng mà nó còn hé nữa nhưng mà nó không có hé giống như cái trái cấp mấy nãy nó thì mình chia sẻ với mọi người ha để mọi người biết là ừ, có cái có, có trái nó hé bự có trái nó hé nhỏ còn dài như những bạn nào mà cần á thì thì sau này ghép nhiều lúc á mấy bạn ghép vô chấm bông nhiều lúc nó biến dạng á nó bự thì nó có bự đó thì nó rất là bự nè nó bự dữ lắm cái tay tôi trồng không ra luôn á ha nó bự dữ lắm nhưng mà nhiều lúc nó cái cái đường hẻ này đường hẻ nó bự có lúc đường hẻ nó nhỏ ha thì mấy bạn mà thu hoạch thì mấy bạn biết là cái giống này là tầm 5 tháng là thu đó thì à, hôm bữa tôi cắt nhánh là đò, một tay tháng 7 tôi cắt đó một tay tháng tám một tháng chín tháng mười tháng 11 một bữa nay là à, 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 bữa nay là 8 à, bữa nay 9 tây mà, mà 9 tây tháng 11 bữa nay 9 tây tháng 11 ha là bắt đầu là nó có cái cái trái cấp nãy tôi quay nó hé rồi đó 7, 8, 9 7, 8, 9, 10, 11 đúng 4 tháng luôn bắt đầu cắt nhánh là 5 tháng đó ha là đúng rồi đó là bây giờ là cắt được rồi đó nha 5 tháng đó ha thì mình chia sẻ mọi người có trái nó hé bự có trái hé nhỏ nha thì những bạn nào cần thì về bển mấy bạn ghép lên mấy bạn thu hoạch mấy bạn túi giùm ha để thôi sau này chữ tôi nghe trời tội nghiệp lắm nha tôi nói nhiều khô nước miếng luôn rồi đó nói tới nỗi người ta nói tôi nói tôi nhiều chuyện luôn rồi đó nha xin chào nha <laughs>